Như chúng tôi đã phản ánh trong bản tin chào buổi tối gần đây về tình trạng nhiều hộ dân tại thành phố Hồ Chí Minh bị các đối tượng lạ mặt tạt sơn vào nhà suốt 2 năm qua. Chiều qua, Công an phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức cho biết đã bắt được các đối tượng này. Đáng chú ý, thủ phạm lại là một cán bộ dân phòng có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho khu phố này. Theo Trung tá Hoàng Tuấn Hải, trưởng Công an phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, qua trích xuất hình ảnh camera và thông tin người dân cung cấp, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng, trong đó Hoàng Đức Thành, 27 tuổi, ngụ tại khu phố 4 của phường này được xác định là chủ mưu trong vụ tạt sơn và cũng chính là thành viên của chốt dân phòng khu phố. Sáng nay, đại diện chính quyền địa phương cùng đối tượng này đã xuống từng gia đình bị tạt sơn trước đây để xin lỗi và cam kết khắc phục hậu quả bằng cách sơn lại cửa nhà cho người dân. Theo công an phường, khu phố này có một chốt dân phòng tự quản, có 6 thành viên, mỗi gia đình phải đóng 70.000 đồng một tháng để duy trì chốt này. Tuy nhiên, nhiều gia đình không đóng vì cho rằng hoạt động không hiệu quả, tình trạng mất cắp xảy ra liên tục, an ninh khu phố không được đảm bảo. Chính vì vậy, Thành đã tạt sơn để đe dọa các hộ dân, nhằm khiến các hộ dân thấy bất an để đóng tiền. Và lần gần đây nhất là ngày 16 tháng 3 vừa qua.